Nhiều năm nay, người dân đi qua khu vực núi Nguộc, huyện Thanh Chương luôn lo lắng, bất an vì tình trạng sạt lở đất đá diễn ra thường xuyên, uy hiếp đến an toàn tính mạng. Trước thực trạng này, Cục Quản lý Đường Bộ 2 đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục, hạn chế sạt lở núi Nguộc, như nổ mìn hạ độ cao rú, lắp đặt hệ thống cọc thép gắn lưới cao. Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, bởi lớp lưới bảo vệ bị tác động của đất đá dẫn đến nhiều đoạn đã biến dạng, bùn đất, nguy cơ mất an toàn lại hiện hữu. Như đoạn đường này là thường mùa bão mà đi qua thì rất nguy hiểm vì đất đá thì rơi từ xuống đến xuống. Thứ hai là cái lượng đất trên lở tua xuống nhiều. Nói chung là rất là nguy hiểm. Thực tế thì đây là một đoạn đường mà vừa quánh co lại vừa núi đá hiểm trở. Dân đi qua đây rất lo lắng và sợ sệt những lúc trời mưa. Thì cái dự án này là một cái mong đợi của người dân. Và người dân cũng rất mong muốn được cái dự án sớm được hoàn thành để người dân được hưởng đi lại một đoạn đường thuận tiện. Tháng 5 năm nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai dự án xử lý sạt lở đoạn qua rú Nguộc với kinh phí khoảng 25 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11. Hiện 3 đơn vị thi công dự án đã triển khai máy móc, nhân lực, tiến hành đào bạt máy, cắt cờ và mở rộng mặt đường 46. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thiếu bãi tập kết đất đá. Khó khăn lớn nhất bây giờ là cái bãi thải, vì theo hồ sơ thiết kế là bãi thải không đáp ứng được như thực tế. Thì hiện tại là làm việc với xã thì xã mới cung cấp thêm một bãi thải mới gọi là thay thế bãi thải số 5. Nhưng so với thực tế thì quá nhỏ, khoảng được một tuần nữa là không có bãi thải để đổ vật liệu thải để thi công. Hiện tại là đường điện thi công mà chưa di dời, chưa đóng nối đường điện mới và chưa di dời cột điện cũ nên hiện tại là vướng mặt bằng. Mùa mưa bão đang đến gần, trong khi rú Nguộc ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ đất đá đổ sập xuống đường rất cao. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để dự án xử lý sạt lở đoạn qua rú Nguộc sớm hoàn thành, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua đây.